Nay giấc sáng giờ này cũng 9 giờ rồi. Mình trở lại cái điểm này mình đánh nữa coi. Đi vòng vòng đi tới đi lui chỉ có mấy điểm mà, điểm số 1, số 2, số 3 đi giáp và trở lại số 1 đầu tiên. Chứ đâu có điểm nào nhiều. Cũng như là giáp từng mình đáo lại vậy đó. Rồi bắt đầu đánh giáp trở ngược lại tới thứ 7 rồi trở lại thứ 2. Đây ra đây cũng móc móc cái lỗ đây. Nước ra, giờ này nước cũng còn xếp xếp tới mé nè, mình đứng mé nè. Đây, thức ăn mình trộn rồi đây, cũng như mọi hôm trước hôm qua thôi, không có gì mới. Đó, này đi với Cần Thủ đó. À, kênh anh kênh gì anh? Cà Lem CT65. À, Cà Lem CT65 nè các bạn. Có các bạn vô ủng hộ giùm. Cà Lem CT65. Cà Lem. Cà Lem. Cà Lem, đó. Đây, thôi để mình chuẩn bị ra cần coi. Mời đi, đi mời ấy. Trâu gì dữ vậy, thả xuống rồi nước có trôi kìa. Liệt liệt liệt. Trời ơi Lem. Mày đi xuống nước hả? Mày đi xuống nó quất rồi. Mày nhập có nguy hiểm. Dính rồi, lẹo vô đây rồi. Ôi ác thì chết. Lẹo vô con gác lôi lên luôn, cho nó sức luôn. Ây, dính vô con gác lôi lên luôn. Nó không sức mà nó còn cá các bạn ơi. Ngon quá, ngon quá. Đây, một em chim trắng. Chim trắng một coi. Thương em mà anh đợi. Nó gì? Ừ, giặt. Mới sáng sớm rồi, xui luôn. Mới sáng sớm, trời. Lật phao. Trời ơi, con cá. Cá gì có hai ngón tay à. Nó ăn lật phao luôn á. Mà dinh này có bị lớn à, nó ăn hết nước à. Thôi thả đi, cá làm dao thì làm gì. Nhịp, nhịp nhịp cái nữa coi, nhịp hả mày. Cái gì loạn dữ em. Cá chim các bạn ơi. Đây, được một cặp. Cũng ngon ha. Chim trắng. Ở đây chim trắng không vậy ta? Này. Chim. Muốn chim thì có chim. Dẫn. Vẫn chim mình dẫn các bạn ơi. Nó. Cái dẫn này cũng được, bắt được rồi. Ba ngón vung. Nó. Quá tài dính mà. Gì? Quá xa dính rồi. Sướng con cậu. Trời ơi, người ta dính cá bự không mà mình dính gì cái cá trồ. Cá ta vô thả đi,
Kệ người ta dính, người ta nói gì đó, ta nói đi. Từ từ nước gì nước. Không lẽ ruột mày hoài sao? Mày đó. Nhau anh. Cái nữa coi. Nhịp cái nữa coi. Cái kia mà nhịp cái nữa coi. Nó mẹ dinh. Ê cái rảnh. Quá sang cái rảnh nó ngon. Chắc không quá. Wow. Đi dành chỗ ngon không mà bởi vậy đâu cho đi nữa. Nhấp nhấp hoài. Ôi 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 ôi. Gì giật dữ em? Không có đâu. Không có đâu, con cá chép chị em ơi. Đây, được con cá chép quá ngon các bạn ơi. Má xà đã. Đó. Đó, ngon lành không? Quá ngon, quá ngon. Quá phê, quá phê. Phi to nghe anh em. Cá dảnh. À, ăn con phi to mình ăn cá dảnh các bạn ơi. Wow, quá đã cá dảnh. Ghĩa 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 không. Trời ơi con phi con. Mày chảy phải. Dạ chị em. Ôi lâu dữ vậy em. Cái gì nữa đây? Chép nữa hả? Đây các bạn ơi, lên chép nữa các bạn ơi. Này, chép quá ngon, quá ngon. Được một em chép về, chép này kêu chép gì đây không biết. Chép vàng quá ngon. Chép vàng.
Ôi. Vậy gì vậy em ơi? Này. Ngon lành. Đó, qua đã. Rồi khai chảnh đừng lớn không ăn cái chúng chép à nghĩa đó rồi rớt xuống đó luôn thu cần. Đây thành quả đây các bạn ơi, quá xá nhảy sôi sói rồi, được hai con chép to với mới có chim, ngon lành không? À, nhiều đây mình cũng ăn được, chắc cũng được 2 ngày rưỡi rồi, kể con cá chép là buổi sáng, con cá chép này buổi chiều, còn mới kia là buổi sáng con mơi, rồi bắt đầu chiều đi tiếp tục. Thôi mình kết thúc video đây luôn.